Ông bị tai biến được 5 năm thì cái phương tiện di chuyển của ông là cái nạng này cả nhà mình. Nạn tự Dạ. làm, không có tiền mua, Cái này là cái nạng tự làm luôn. tự làm luôn, Wow, làm cũng bằng những cái cây tre cả cây nha. tre. Dạ. Nạng này ông bán không? Trong này bán Không, lấy trong này. con hỏi thiệt, con lên đây con thấy đẹp á, ông bán cho con đi, bán cho con 1 triệu, bán không? 1 triệu 1 triệu tiền thiệt, giỡn á. bán một triệu Bán luôn, rồi, bán luôn hả? bán luôn Rồi bán sao ông đi bò. bỏ. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Tiến đang có mặt ở trong rừng, trong núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay là anh Gôn. Trong những tập video trước, anh có đưa Tiến đi thăm những hộ hoàn cảnh nghèo khó khăn và những cụ ông cụ bà sống neo đơn ở trên khu vực rừng núi. Thì hôm nay anh có đưa Tiến tới một cái khu rừng. Thì đặc biệt một cái hoàn cảnh hôm nay á, là bên trong căn chòi được lợp bằng những cái tấm bạt. Thì nãy giờ anh với lại Tiến là đứng ở ngoài đây và xem thử bên trong có người hay không, tại vì mỗi lần mà đi lên núi bắt buộc phải có người nên mới chia sẻ được cái hình ảnh của họ nha cả nhà mình nha. Thì bây giờ là Tiến đang đứng ở bên chỗ bên mé lề đường để tìm hiểu và xem thử cái cuộc sống của ông với bà sơ qua trước, rồi Tiến mới dám chia sẻ với cả nhà. Thì anh chia sẻ với Tiến á là cụ ông năm nay cũng rất là lớn tuổi rồi và ông bị tai biến được 5 năm trời. Cái tay của ông cứ như thế này thôi cả nhà mình. Hai vợ chồng của ông thì cũng rất là lớn tuổi rồi. Bây giờ Tiến sẽ vào bên trong. Tiến thử lòng là Tiến đi lạc vào trong rừng và Tiến xin 10.000 hay 20.000 gì đó để mà Tiến đổ xăng để đi về, xem thử phản ứng của cụ ông với lại cụ bà như thế nào nha. Tiến xin mời cả nhà mình đồng hành cùng Tiến nha. Bây giờ thì Tiến đang di chuyển vào bên trong. Tiến đưa cả nhà mình đi vào bên trong cái căn chòi này. Phía xa xa cả nhà cũng thấy đó. Đây là chỗ tay Tiến chỉ á, là có một cái túp lều bạt. Nhìn rất là đáng thương luôn. Không biết là họ sống ở đây bao nhiêu lâu rồi. Thì Tiến cũng muốn vào đó tìm hiểu để cho cả nhà cùng hiểu luôn nha. Tiến đang đi len lỏi vào bên trong. Ở đây nha, là một cái đám cỏ mọc lên rất là tự nhiên và ít có ai dọn. Với lại ông với bà cũng đã rất là lớn tuổi rồi cả nhà. Tiến không biết là có người bên trong hay không. Ui, Tiến thấy không có người cả nhà mình. Ủa, đi đâu rồi ta? Khi nãy là Tiến mới vừa thấy người ở đây luôn, nhưng mà thật sự khi mà vào là Tiến không thấy nữa cả nhà mình. Wow. Ở dưới đây Tiến thấy có người nè. Đó, cả nhà thấy người đi lên không? Họ đi múc nước cả nhà mình. Còn lên đây thì Tiến không có thấy ông với bà ở đâu hết cả nhà. Sau một thời gian chờ đợi cả nhà mình thì cuối cùng là bà cũng đi về rồi cả nhà. Giờ Tiến sẽ vào Tiến hỏi thăm bà nha. Bà ơi, bà đi đâu mới về vậy bà? Bà đi làm, Bà đi làm hả? Đi làm ở đâu? đi làm cỏ dưới này, họ mướn mình đi làm, À, đi làm cỏ dưới này họ mướn hả? họ mướn rồi mình đi làm kiếm tiền mua gạo ăn á. Dạ. Cho con gắn cái này xíu được không? Nói chuyện với con xíu nha bà nha. Bà sợ cái này không? Con Hả? bình thường à. Bình thường à hả? Biết đâu là bơm làm sao? Hả? Bơi, bà cho con hỏi ở đây là chỗ nào vậy bà? Chỗ đây là chỗ cái đường này là đường Phước Hòa, Đường Phước huyện Hòa. đường Phước Hòa huyện Bắc Ái á. À, đường Phước Hòa, huyện Bắc Ái. Huyện Bắc Ái. Dạ. Trời ơi, sao con đi lạc đâu qua đây dưới người ta, con ở dưới thành phố luôn. Dạ hả? Dạ. Con đi đâu con lạc qua đây á, xong rồi con hết xăng luôn. Vậy hả? Dạ, con hết xăng con mới nhờ anh đồng bào kia là anh đẩy con tới vô đây, tại vì con có hỏi ảnh á, là lúc đầu con gặp ảnh, con kêu ảnh á, là hỏi ảnh có tiền hay không. Cho con 10 ngàn, 20 ngàn gì cũng được để con đổ xăng con đi về. Rồi con đi về nhà con lấy tiền á, rồi con đi lên con trả lại mà ảnh không có tiền. Anh nói là ở đầu trên này có mấy cái căn chòi thì cũng có người ở bên trong đó, nên con mới nhờ ảnh là đẩy con đi lên cái căn chòi của bà, để con muốn hỏi thử là bà có tiền không á. Cho con mượn, cho con mượn thôi chứ không có cho con mượn để con đổ xăng thôi. Trời ơi,
bà ở rẫy ở rừng làm sao mà có tiền, Không có tiền luôn. không có tiền. Dạ. Họ đi kêu đi làm mướn ngày nào thì họ buổi chiều thì họ tính tiền cho mình một ngày có 170 à, Trời ơi, rồi một mua ngày có gạo. 170 mà con xin Ừ, 10.000, con xin 10.000 thôi. 10.000 họ đâu có cho mình đâu, chưa cho, ngày mai À, họ mới cho mình. chiều người ta mới cho. Vậy bây giờ Chiều con ở đây tới tối chiều luôn được không? biết đâu sợ mưa mà. Dạ, con ở đây tới chiều rồi bà cho con 10.000 hay là 20.000 gì đó để con đổ xăng con đi về. Con Rồi con đi về nhà. không có tiền làm sao. Dạ, thì con đợi tới chiều khi nào mà bà lãnh cái tiền công á. Rồi bà cho con mượn thôi, chứ không có cho. Được không? Hả? Hay là nhà có cái gì quý báu rồi bán cho con cũng được. Nhà đây ai mua? Bà sống ở trên đây một mình bà hả bà? Có ông già mà ông già xuống dưới Dạ. này, xuống đi chơi, cái ông già ông bị tai biến á, Dạ. mình cũng ráng nuôi ông già, rồi ông Trời già mới xuống một ơi. chút nữa ông già về. Dạ, để con về con hỏi ông thử, con đợi ông về để con hỏi ông thử ông có tiền hay không nha. Dạ. Bà cho con hỏi là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Đó sinh 64 Sinh năm 64. Năm sinh 64 64 là năm 64 là năm nay 60 tuổi chẳng rồi cả nhà mình. À, tên bà có thể bà cho con biết là bà tên là gì không? chấm lét thì kém. Chăm lé thì kém. Dạ, mình là người đồng bào gì với bà? Người người đồng bào rất lai. Rất lây. Dạ, rất lây ở đây là người ta chia ra một khu, còn cờ ho là một khu hả bà? Một khu có ho. Đó, như con nói là con xe con hư, bà cũng không có tiền bà cho con. Thì Không có, không có một đồng nữa chứ. bây giờ bà tối nay bà cho con ngủ ở lại đây được không? Một đêm thôi. Được không Sao bà? ngủ được, nó giọt không à. Giọt không hả? Là mấy nay có Giọt mưa không bà? mưa, mưa ít, mưa nhỏ thì không có giọt, còn mưa to gió rồi mình ngồi rồi chờ hết tạnh mưa rồi mình mới mới ngủ. Dạ. Là ở đây, khu vực đây là ông với bà là ngủ ở đây luôn. Ngủ Dạ. đây á. Trời ơi, kệ cho con ngủ không được bây giờ. Con muốn về nhà nhưng mà con không biết đường, không có tiền đổ xăng để về luôn. Bây giờ là hôm Con có nay. chịu nổi không, sợ mũi cho mũi ghê lắm. Bây giờ muỗi cũng được, không sao. Miễn sao bây giờ 170 đúng không? Bà làm một ngày 170 đúng không? 87. 170. Rồi bây giờ như thế này, xíu nữa con sẽ phụ bà đi làm. Nha. Chỗ nào? Ví dụ như bây giờ một ngày người ta trả bà 170. Bây giờ con đi phụ bà. Rồi chiều nay hai bà cháu mình sẽ có 170. Thì con chia cho bà 20.000 thôi, còn con lấy 150. Vậy sợ con không chịu làm Được nữa không? cho. Nhổ cỏ không mà có gì đâu không chịu làm. Nhổ cỏ với lại tỉa tỉa đậu á. Dạ. Tỉa đậu cho người ta. Thì cái việc nào nặng á thì bà làm, còn việc nào nhẹ để con làm. Rồi chia tiền ra là chia đều với nhau luôn, bà 20 con 150. Được không? Wow. Thôi thì con tới đây là con chọc giỡn với bà. Tới đây là con chọc giỡn với bà. Con hôm nay là con tới đây là con muốn chia sẻ cái hình ảnh, chia sẻ căn chòi của ông với lại bà cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng xem luôn. Thì nói chuyện nãy giờ ở cả nhà mình thì bây giờ tiến sẽ vào vấn đề chính luôn. Bà ở trong cái căn chòi ở khu vực này là khoảng bao nhiêu năm rồi bà? 10 năm rồi. 10 năm rồi. Hồi 10 đó là năm mình sống ở đâu? sống ở đây, sống ở chùa xã Phước Hòa đây. Không, ở cái căn chòi này Đầu nè. Trước tiên đó. mình phát rẫy nè, mình phát rồi mình dọn hết rồi tỉa bắp tỉa đồ. Bây giờ mình già rồi mình làm không có nổi rồi mình trồng cây 2-3 cây mình nhờ như vậy á. À, đất này là đất của bà luôn hả? Của bà luôn Dạ. Rồi bà có con cái gì không? á. Con 2 đứa con gái là theo chồng hết rồi, thấy bà già ông già khổ quá chịu không nổi rồi đi về nhà chồng theo chồng luôn. Dạ. Nó không có về với mình nữa. Trời ơi. Rồi hai vợ chồng già ở đây thôi, rồi con cái rồi cũng không có phụ giúp gì luôn. Không có phụ gì hết. Dạ. Rồi làm gì là ăn cái đó thôi. Làm cái nào ăn cái đó. Dạ. Ở trong cái căn chòi này là 10 năm rồi cả nhà mình. Đây nè, ở đây thì đặc biệt một cái là bà con miền núi á là đều uống nước suối như thế này, thì cả nhà cũng thấy trong những tập video của Tiến rất rất là nhiều rồi, bà con á đôi lúc á họ uống nước suối á rất là ít trong cả nhà, nó rất là đục và đôi lúc cũng rất là dơ nha cả nhà mình nha, họ vẫn cố gắng họ uống, tại vì không uống á, thì
sao sống đúng không bà? Đúng rồi, dạ. Không ráng mà sống thôi. Rồi 10 năm trước thì cái căn chòi này là bà với ông là làm chòi trước kia, nó cái gió nó lâu năm á, nó dở hết à. Dạ. Nó dột nó dở hết rồi, bây giờ mình phải che tầm bạc bảy bả để đi kiếm tiền rồi mua tầm bạc này 3 năm nay rồi. 3 năm rồi. Ừ, 3 năm trời rồi. Ơi. Mình che ở đỡ tiền bạc ở đâu mình mua tôn mua đồ. Dạ. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? Ông cũng năm sinh 64. À, ngang là tuổi á. Là tổng cộng là hai vợ chồng là 120 tuổi. 60 cộng 60 là 120. 120 tuổi. Wow. Ở đây trong một cái căn chòi được làm bằng những cái cây mà cây này cây rừng nha cả nhà mình nha, thì những cái cây này mọt nó rất là dễ ăn. Thì con thấy những cái cây nhỏ này nè, nhìn bên trong cái lõi của nó cứng nên mọt ít ăn, còn những cái cây này nè mọt nó chui vô nó ăn hết rồi cả nhà mình, mặc dù nó rất là to luôn. Rồi khi mà mưa gió là ngủ không được, nó rất là dột hả bà hả? Thì dột dạ. Đó mình ngồi hết tạnh mưa rồi mình mới ngủ. Dạ. Dột quá, mưa nhỏ thì không có dột, còn mưa lớn thì nó dột. Dạ. Sợ mưa mình bỏ trong cái bịch này. Đặc biệt một cái ở đây là muỗi rất là nhiều. Muỗi dạ. Ghê lắm. Còn những cái bao kia là những cái bao gì vậy bà? Bao bỏ đồ, đồ mình mặc á. À. Mình bỏ vô sợ mưa nó ướt á. Buổi sáng rồi mình dãy rồi mình bỏ dạ, vô cho con mượn luôn. À đây là cái mền của ông với bà mỗi đêm ngủ này cả nhà. Rồi sợ mưa xuống. Trời ơi cái nệm mà như cái miếng vải vậy bà. Sao nó mỏng lì vậy bà? Thì bởi vậy mình mua là chỉ có ông với bà là sử dụng ngủ bằng đêm rồi mưa sợ mưa xuống rồi mình bỏ vô. Dạ. Rất vậy. Là thảm luôn cả nhà mình ơi. May mắn là con thấy cái mền này nè. Là nó hơi dày. Dạ. Nó hơi dày cả nha. Wow. Ở trong cái căn tròi như thế này 10 năm rồi cả nha. Thì khi mà con lên tới đây á, rồi con có làm gián đoạn cái công việc của bà đang làm không? Làm cỏ quạch quạch ở bên này. Cô trồng chuối trồng đồ nắng vừa rồi kéo dài á, cho nó chết hết. Mới dạ. Còn cái cây đào chút chút mà chưa có dọn cỏ. Nhưng nó có tiền mà mua gạo ăn rồi dạ. Mình mới dọn. Bây giờ ông đang ở đâu mà biết không bà? Ông ở dưới này nè, ông đi dạo dạo cho nó giãn cái tay chân á, ông dạ. Bị tay biến á. Ông ở một chỗ thì nó cầm tay cầm chân rồi ông đi dạo dạo bên suối. Dạ. Chút nữa ông lên. Trò chuyện nãy giờ thì cả nhà cũng hiểu sơ sơ cái cuộc sống của ông với bà sống ở khu vực rừng núi rồi cả nhà mình. Thì Tiến đang đứng ghi hình cái căn chòi mà hiện tại ông với bà đang sinh sống nè. Thì cả nhà xem đi. Đây là cái hình ảnh mà chân thật nhất mà Tiến muốn chia sẻ và truyền tải tới cho tất cả các quý ông bà, cô chú anh chị cùng xem. Bà chia sẻ là bà sống ở trên đây là đã được 10 năm rồi. Cái căn chòi hiện tại trước màn ảnh nhỏ là tự tay ông với bà dựng lên. Chỉ dựng và gác những cái cây tre, những cái cây rừng để bỏ cái tấm bạc phủ lên thôi cả nhà mình. Ông với bà năm nay là mỗi người đều 60 tuổi rồi. Thì có hai người con gái bây giờ là cũng có gia đình và cũng nghèo khổ giống nhau luôn cả nhà, nên không thể nào mà phụ giúp cho ông với bà được. Chỉ có ông với bà là ở trên rừng trên núi tự lực cánh sinh thui thủi như thế này thôi cả nhà. Làm cái gì có tiền thì có bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi, còn không có thì bắt buộc là phải nhịn cùng nhau thôi cả nhà. Khi mà Tiến tới những hộ hoàn cảnh khó khăn thì Tiến luôn chia sẻ từ bên trong và bên ngoài cho cả nhà xem luôn. Nhưng mà đặc biệt cái hoàn cảnh này cả nhà nhìn bao quát đi, không có bất kỳ một cái gì để mà bên trong cũng như bên ngoài thôi cả nhà mình. Chỉ phủ lên giống như một cái chòi vịt, khi mà người ta đi chăn vịt đó cả nhà, là họ sẽ làm một cái chòi vịt hình chữ V để cho vịt ở trong đó thôi. Thì cái căn chòi này cũng giống y hệt như vậy luôn á cả nhà mình. Đây là cái giường sàn nè, đó họ làm cho cao ráo khi mà mưa gió rắn rết rồi nó khỏi bò lên cả nhà mình. Thì bà cũng có chia sẻ với Tiến, bà cũng lấy ra những cái đồ dùng mà mỗi đêm ông với bà sinh hoạt ngủ nghỉ ở đây. Một bao thì để đồ quần áo, ê, bên trong để đồ quần áo này cả nhà. Bao này cũng là quần áo, hình như là chia ra ông với bà mỗi người một bao. Còn cái này là cái miếng đệm nè, miếng đệm mà thật sự ra là mình nhìn mình thấy nó giống như miếng đệm thôi cả nhà, nhưng mà nó rất là mỏng luôn. Nó còn thua cái mền đây nữa cả nhà mình, cái mền đây thì nó dày rồi.
và lót ở dưới là một cái chiếu cũng đã rách rồi, rất là thương. Bà nói là cái tấm bạt này á đã sử dụng 3 năm rồi, tại vì khu vực này á là năm nào tháng nào cũng ẩm thấp á, nên khi mà nắng á thì nắng cũng sẽ dịu thôi cả nhà, cho nên là cái bạt này nó rất là ít mục luôn. Đây, ông với bà làm dựa theo cái cây đào đấy cả nhà, dựa theo để gác những cái cây lên những cái nhánh đào như thế này để cho căng, dễ căng cái bạt ra á. Rồi ông với bà sinh sống thôi. Còn cái khu vực này là khu vực bếp nè, để nồi niêu xoong chảo rồi những cái đồ dùng thực phẩm thôi cả nhà. Cũng có khu vực rửa chén, chén bát đồ ở đây là để dồn ở đây hết luôn, sống ở dưới một cái gốc cây đào rất là to như thế này. Bây giờ chụm lửa làm cái gì vậy bà? Nấu canh. Nấu canh hả Ừ. bà? Hôm nay là mình ăn cái gì? Ăn canh bắp chuối. Canh bắp chuối hả? Ừ. Dạ, ở đây con thấy là đa số bắp chuối nhiều hả bà ha? Bắp chuối 1-2 cây với xíu nha. Ừ, Dạ, mình rồi bà hái hái bắp chuối về chưa? chưa. Chưa luôn hả? Ừ, Chứ nữa chưa bà dắt con đi hái bắp chuối được không? chưa. Bụi rừng quá sao hái. Dạ, muỗi rừng hả? Ừ. Đâu có đâu, con chịu hết á. Đây cả nhà, đó bà đang Nhóm lửa để nấu canh. mồi lửa rồi đi hái bắp chuối về để mà sử dụng cái bắp chuối đó để làm món ăn buổi trưa cho ông với bà. Sống ở trên rừng trên núi bà thấy sướng không bà? Mát một chút mà mát khổ mà mát Khổ nhưng mà nó mẻ. mát mẻ. Ừ. Dạ, còn đỡ hơn là ở nhà lầu xì hơi nhưng mà nó nóng hơn bà hơn. Mình làm gì Nhà lầu có xe nhà hơi đâu lầu có xe nóng đâu, có máy lạnh đồ mà. hơi. Ừ, bởi vậy mình khổ mình phải ráng ở sao bây Dạ, giờ. thật sự ra khi mà Tiến tới đây, Tiến chia sẻ những cái hình ảnh á, Tiến nhìn mà Tiến cảm thấy rất là xót. Nhiều người họ sống trong nhung lụa á. Ví dụ như so sánh với bản thân Tiến đi, Tiến cũng có nhà xây để mà Tiến ở, Tiến cũng có phòng để mà Tiến ngủ, chăn ấm nệm êm để mà mỗi khi đi làm việc về mình có một cái nơi để mình nghỉ ngơi cả nhà mình. Còn bà con đồng bào nghèo giống như ông với bà á, là mỗi ngày làm quần quật cả ngày luôn, rồi cái nơi ở cũng không có được đàng hoàng á cả nhà, cho nên là Tiến cảm thấy là họ rất là thiệt thòi, từ nhỏ cho tới tuổi xế chiều tuổi về già luôn họ vẫn khổ là khổ cả nhà, nhìn cảm thấy rất là thương. Rồi lâu lâu rồi con cái có cho mình chút gì không bà? Không có cho Không cho lo gì số luôn. phận nó. Dạ, Tôi thấy là trời ba ơi, mẹ khổ quá không có dám tới nữa, nó ba còn mẹ lo. khổ quá không có dám tới Ừ, nữa. không có Tại dám sao lại tới không nữa, dám tới nữa bà? nó nói khổ, nó cũng lo số phận nó, nên lo Dạ, con cái nó còn biết nhớ mình nữa đâu. trời ơi, con thấy đa số bà con đồng bào nha, ai khổ, mặc dù con cái á là có chồng có vợ xong rồi họ lớn có chồng họ có vợ là họ đi hết à hả bà Ừ, ha? Dạ, đi hết rồi, không có nhớ tới cha mẹ luôn. không có nhớ nữa. Dạ, rồi ông bị tai biến á 5 năm trời. 5 năm rồi. Dạ, Ừ. 5 năm trời thì tiền đó mà mình chữa trị vậy bà? Đi có một lần bệnh viện Dạ, rồi chữa bệnh không có nổi rồi về bệnh viện, đưa về tưởng đâu khỏe mà mình không có tiền đi đi cho chăm cứu đi đồ, rồi ở luôn tới bữa nay ông tè một cái tay tay bên trái, cái chân bên tay trái cứ giật nữa giật giật tè. giật luôn. Ừ, cái Dạ. tay này cứ giật miết như vậy à. Dạ. Mình cũng ráng nuôi, mình làm vợ mình phải chịu khó mà nuôi, sống ngày Wow. nào hay ngày đó. Trời ơi, ông với bà không có nhà dưới làng luôn. Ừ. Nhà nước không có hỗ trợ nhà cho mình hả Hỗ bà? trợ để cho con nó ở cho mình làm sao mình về nữa. À, là có Ừ. hỗ trợ nhà nhưng mà Ừ. bà với ông nhường cho con Ừ, ở. nhường cho con cũng Dạ. khổ mà cha mẹ cũng khổ, nó cũng tới mình luôn, thì mình ở rẫy luôn 10 Dạ. năm nay rồi. Trời ơi. Ở trên rừng trên núi á, rồi có cái gì ông với bà có cái gì sao mà chạy kịp đây? Không biết nữa, tới ngày đó mới hay. Tới ngày đó mới hay hả? Không có biết cái gì nữa. Rất là đặc biệt Ừ, nha cả nhà mình nha. ừ. Họ đã khổ từ hồi xưa tới giờ, từ thời ông bà tới giờ rồi, thì họ chỉ biết á, là mỗi ngày có một miếng ăn là đủ rồi, còn bệnh đâu á, tới đâu hay tới đó. Ừ, tới đâu thì hay tới đó, Dạ, chứ mình không biết ngày xấu ngày nào hay ngày đó. có nhiều người á, con hỏi á, là bệnh đau như vậy ở trên rừng trên núi thì sao, họ trả lời rất là thẳng thắn luôn,
họ nói á, khi nào chết á, thì chôn thôi, chứ ừ. họ không có quan tâm. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là họ khổ á, họ buông bỏ hết mọi thứ luôn cả nhà mình, họ không có quan trọng nữa. Miễn sao sống ngày nào hay ngày đó thôi. Ừ, đi thân thầy rồi sống bảy bà kiếm ngày nào họ kêu thì mình đi làm. Dạ. Ừ, nhờ cái 1-2 đồng để dành mua gạo ăn. Dạ. Với lại mắm muối không có thôi, chỉ cần là muối với lại cá khô rồi giả xả rồi ăn để dành. Mua 10.000 rồi 10.000 rồi để dành. Giờ Tiến sẽ đi cùng với bà và chia sẻ những cái hình ảnh mà hôm nay bà đi hái bắp chuối về làm cái món ăn cho ông với bà vào buổi trưa nay nha cả nhà mình nha. À, mình đi là mình phải lấy cái cây mình cột cái lưỡi hái vào mình khều vậy hả bà? Ừ. Dạ. Cả nhà nhìn xem này, cái khung cảnh này á, nhìn rất là hoang tàn luôn. Wow. Nếu mà cho Tiến lên đây Tiến ở chừng một ngày thôi là Tiến sẽ chịu không nổi với cái khung cảnh như thế này cả nhà mình. Cuộc sống họ rất là nghèo khổ mà ở trên đây là không có bất kỳ một cái phương tiện gì hết và một cái thiết bị gì hết cả nhà. Họ sống giống như kiểu là thời nguyên thủy hồi xưa. À, mình kiều xong mình bỏ rổ rồi mình xuống suối á, mình xác ra luôn hả bà? Mình xác dưới suối á. Dạ. Cái đó nó dính lắm đúng không bà? Dính mũ dạ. Nó dính là ghê lắm. Ở dưới đây có một con suối rất là lớn nha cả nhà. Ui, cái này là hồi đó cũng là một cái núi bình thường thôi, nhưng mà mình đi chỗ này nhiều quá giờ nó thành đường mòn đúng không bà? Ừ, đúng rồi. Dạ. Mình đi miết á rồi nó mòn. Đây, xuống cái suối rồi cả nhà mình. Suối này rất là lớn luôn. Là mình uống nước mình đều uống ở đây luôn hả bà? Ừ, uống dạ. Nước ở đây nè. Mát lắm cả nhà mình ơi. Được rồi. Đó, chạy xuống đây. Họ uống nước này luôn nha cả nhà mình. À. Đây, giờ bà khều cái bắp chuối này nè cả nhà. Cái này sao con thấy nhỏ quá bà hả? Ừ, bên kia nữa cái. Dạ. Xa có đi không? Con có đi không? Dưới này cái này. Như đó ông với bà ăn đủ không? Đủ. Đủ hả? Ừ. Như mình khều như vậy mình ăn mình để dành thôi đúng không bà? Ừ, đủ một bữa ăn. Dạ. Ở đây có mấy cái cây dừa này, dừa sim nè. Không biết nữa, người ta trồng á. Dừa sim, dừa gì á. Trời ơi, cả nhà thấy cái nước này nó rất là đục nha cả nhà mình nha, giống như nước gạo vậy đó. Như vậy. Sao chỉ ra con thấy nó nhỏ quá bà hả? Ừ, nhỏ. Dạ, có một chút vậy sao mà ăn ta? Ăn đủ mình nấu chua á. Nấu chua lá vàng á. Dạ. Với lại cá khô. Đó, họ sắc ra vậy cả nhà. Giống như là làm gỏi á cả nhà mình. Mình ăn là mình bồi thêm cơm vô thôi. May mắn là ở đây có nguồn suối cũng đỡ khổ hả bà hả? Dạ. Đây sao? Đây cả nhà. Nước chảy rất là xiết luôn. Đó, bà sắc như thế này. Cái này là để mình nấu cái gì đây bà? Mình xào hay là mình làm canh? Làm canh hả? Ừ, trời ơi, cái bắp chuối có mình nhìn á, mình thấy nó nhiều như vậy, mình xắt ra nó có một chút vậy à? Ừ. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Người đồng bào họ đi lên rừng, lên núi để giờ đi rẫy á cả nhà. Ừ, đi về. Ăn như vậy con thấy ít quá bà ơi. Ăn đủ trưa nè, ăn dạ. Đủ một bữa ăn. Rất là mát luôn. Bây giờ đi lên cái chòi của bà thôi. Đó, một cái món ăn mà Tiến muốn chia sẻ với cả nhà, nó rất là đơn giản đối với bà con đồng bào nghèo luôn. Họ chỉ cần họ đi ra, họ lấy cái cây hoặc là họ bứt một cái gì đó về là họ cũng đã đủ để chế biến một cái món ăn vào buổi những cái buổi mà mình ăn cơm á. Nãy giờ ông chưa về luôn cả nhà mình. Ừ, ông về
lâu không đi, cả nhắc nữa. À là ông đi chậm lắm hả bà? Ừ, ông đi chậm lắm. Dạ. Sau một thời gian mà Tiến nói chuyện với lại bà, bây giờ Tiến sẽ để cho bà sinh hoạt và nấu ăn trưa cho có đồ ăn mà trưa nay cho ông ăn nha. Thì khi mà Tiến muốn gặp ông á, thì ông đang đi dạo dạo ở trên núi không? Đó, nhà mà đi từ nhà lên trên này. Đi từ dưới làng luôn. Dưới làng mà bò lên, thấy chỗ nào bông mát hay ngồi nghỉ. Dạ. Có ai thương thì chở lên. Dạ. Nãy lên khúc gặp cháu này dưới này nó chở lên giùm. Dạ. Chừng đi bước đi, mình đi qua cây nó tè nó muốn ngã. Con nghe bà chia sẻ là ông bị tai biến được 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Thì bây giờ cái tay với lại cái chân của ông là cái tay với lại cái chân nào vậy ông? Chân này. Chân với này. Cái tay này. À, là cái tay này không còn một cái cảm giác gì nữa. Không có cảm giác. Dạ. Không là cầm mình, được cái gì á. Là mình bỏ lên mình chỉ rung như thế này thôi. Ừ. Chứ dạ. Mình ấy mình đứng lên cái trong mặt ghê lắm. À. Mà cái tay này nó rung. Dạ. Ừ. Rồi cái chân kia là bị liệt giống như kiểu liệt hết nửa người cả nhà. Nửa người nè. Dạ. Ừ. Có được cái chân này tụ tụ được chút. Dạ. Đi là được từ bên khúc này là không nó không có vấn đề gì hết. Ừ, không có. Dạ. Cái này này là cái chân này. Cái chân này là một bên này nè. Như cái tay này nó liệt luôn, không biết cái gì hết. Dạ. Ông cho con hỏi là ông tên là gì? Tiễn. Tên Tiễn. Ừ. Năm nay ông 60 tuổi. 60. Dạ. 64 á. Dạ. Năm nay 60 tuổi nha cả nhà mình nha. Đó là hôm nay là Tiến muốn tới đây, Tiến muốn chia sẻ cái hình ảnh của ông để tới cho tất cả quý bà, cô chú, anh chị cùng xem luôn. Và ông bị tai biến được 5 năm thì cái phương tiện di chuyển của ông là cái cây nạng này cả nhà mình. Ừ. Tự dạ. Làm, không có tiền mua. Cái này là cái nạn tự làm luôn. Tự làm luôn. Wow. Làm cũng bằng những cái cây tre cả nhà. Cây tre. Dạ. Nạn này ông bán không? Trong này bán lấy trong đây. Không, con hỏi thiệt. Con lên đây con thấy đẹp á. Ông bán cho con đi. Bán cho con 1 triệu. Bán không? 1 triệu. 1 triệu. Thiệt giỡn á. Thiệt. Ừ. Bán 1 triệu bán. Luôn. Rồi. Bán luôn hả? Bán luôn. Rồi bán sao ông đi? Bò. Bò. Kiểu như là ở trên núi á, người đồng bào họ làm những cái đồ dùng á, rất là đơn sơ luôn cả nhà mình. Đây là tự tay ông làm hết luôn. Cháu, nhờ cháu à. Cho mình tê, tay chân tê hết rồi nó có làm được. Nhờ mấy đứa cháu là làm. Con tưởng là ông liệt nửa người rồi mà ông còn làm được cái tai nạn như thế này hay. Mình làm được như vậy thì nói gì nữa thì quá quá ngon rồi. Dạ. Cả nhà quan sát nè, đó đây là một cái cây tre. Một cây tre thì bà con đồng bào họ xỉ ra, tới khúc này là họ cột cái dây thép lại rồi tỉ ra cả nhà, và chèn hai cái thanh tre này đó để làm một cái cây nạng để chống như thế này thôi cả nhà. Ừ. Wow. Rồi ông chống như thế nào vậy ông? Để như thế này hả? À, để vậy đó. À. Đi đó đi vậy cái mình bước từ từ bước. À, đi, cái chân này mình tụ cái chân này cái. Ủa là cái này là nó trụ thay cái chân này rồi đúng không? Trụ. Không, nếu mà trụ là trụ cái này chứ. Trụ bên này, nếu mình giữ bên này thì trụ chân bên này. Là thường là ông bỏ bên nào? Ông kẹp bên nào? Kẹp bên này. À, kẹp bên này hả? Kẹp vậy nè. Kẹp vậy. Nhớ. À. Chống đi vậy. Đó, như ông chia sẻ cả nhà mình thì cái cây nạng này á là Tiến cũng vừa chia sẻ với cả nhà là được làm bằng một cái cây tre như thế này, và ông bị liệt toàn thân hết ở đây luôn. Thì mỗi ngày á là ông phải chống nạn để đi lên trên khu vực rừng núi để mà có thể đi nhích chút nào hay chút đó không hơn. Dạ, rồi đi cứ nhích như thế này đó để trụ rồi xong rồi lôi cái chân đi thôi cả nhà. Nhìn có vẻ rất là thương luôn. Đó nên hôm nay là Tiến chia sẻ cái hình ảnh của ông tới cho tất cả các quý bà cô chú anh chị cùng xem và hiểu rõ cái bệnh tình của ông này là cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái hoàn cảnh mà ông với bà đang sinh sống thì rất là đáng thương luôn cả nhà mình. Ông ở trên đây, ông có một cái ước mơ gì cho cuộc sống của mình đúng không? Ước mơ thì tôi thì không có tay, không có chân, bệnh nè. Dạ. Ước mơ được một, làm sao được một cái chòi. Dạ. Cái chòi với lại có số tiền để
trị cái bệnh này làm sao cho nó bớt để mình cũng lo làm ăn á, để nuôi. Đây cũng có con cháu mà con cháu thấy mình khổ á. Dạ. Mấy thằng rể rồi nó đâu có chịu cả, nên nó về nhà chồng nó, cái nó cũng theo chồng luôn, Dạ. nó cũng không coi gắm, nó cũng khổ mà nó cũng không coi mình. Cái phong tục của mình á là mình có con gái, là con gái của mình ưng chồng thì bắt buộc chồng phải về ở đây ở rể Thì chứ, phải đúng không? về, nhưng mà mình không đủ điều kiện mà để lo đám cưới đám hỏi gì đó. À, Như vậy đó là nó mặt bỏ. may, mặt may là khi mà chuẩn bị mà mình đám cưới mình có một số tiền mình bỏ ra, giống như mình mua rể về vậy đó. Mua rễ Dạ, còn cái này là mình không có cái gì mình hết. không có gì hết, Dạ, nhà khổ quá. nên bắt buộc là rể là được tự do. Dạ, đó Tự thì do mới. nó muốn làm gì đó nó làm, Dạ. mình đâu có ép con ta được. Thì hai vợ chồng nó thương nhau á, làm sao mình bỏ được. Thì bây giờ nó muốn theo chồng thì cho nó theo. Dạ. Mình sống ngày nào mình hay ngày đó. Rồi ngồi ước mơ có cái căn chòi, rồi có một số tiền để chữa bệnh á, Mình chưa bệnh thì ông còn mong muốn cái gì nữa không? nói về mong muốn thì chắc mong muốn nhiều lắm Mong muốn nhiều, ai cũng vậy hết cả Út. nhà mình, nhưng mà không biết có thực hiện được hay không hả ông ha? Đúng rồi, Dạ. tôi cũng ước mơ được cái tiền, một số tiền để chữa Miễn sao bệnh chữa thôi. bệnh Bệnh được là bình thường, giống như tay của đó, con là bình thường, đúng mình đi rồi, làm đúng là đúng mình ạ. tự lực mình gánh sinh thôi, không cần ai giúp nữa. Đúng rồi, Dạ. là cái đó rồi, rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mấy đứa cháu đồ là giúp đỡ như vậy, như vậy là quá mừng. Dạ. Tiếng không biết là ông bị tai biến á, bị liệt nửa người như vậy á, thì cái căn bệnh này á, là mình có trị được hay không cả nhà mình. Thì cả nhà xem được video của Tiến á, thì cả nhà hãy bình luận ở bên dưới và chia sẻ để cho Tiến có thêm kinh nghiệm về những cái căn bệnh như thế này nha. Rồi ở đây á, rồi mỗi đêm là ông với bà không có một cái ánh sáng gì để mà Không có, sinh hoạt luôn, chỉ đốt lửa thôi hả? có đốt cái điện bên xíu đội nè, Dạ. khi nào ăn cơm á là Mình rồi. mở rọi được chút, Dạ. còn bao nhiêu là giờ nằm nghỉ là tắt vậy thôi. Dạ. Rất là thảm luôn cả nhà mình. À. Mưa ướt. Trời ơi, nãy con nói con hết xăng mà không đưa cái đèn pin này cho con, đèn pin này bán cũng được 30 ngàn. Đây cả nhà mình, cái đèn pin này á, thì ông mua khoảng bao nhiêu tiền vậy ông? Biết mấy 100. công công 100 công luôn. công 150, nhưng mà nó nhỏ xíu một ngày công gái nó vậy. mua Dạ. cái nó Một ngày công đi. mày dư có mấy chục ngàn, Ui năm cha, chục ngàn. sáng quá. Đây cả nhà mình, đó thì chỉ rọi như thế này thôi, là cái đèn pin này thứ nhất là nó rất là nhỏ, cái pin của nó rất là nhỏ luôn, thì mình sử dụng nó không có được lâu đâu cả nhà mình, cho nên là họ rất là tiết kiệm về cái pin như thế này, họ chỉ dùng cái ánh sáng này vào những cái lúc mà cần thiết thôi. Rồi con để đây nha, xíu nữa con bỏ trong ba lô của con mang về con đi bán luôn. Ông với lại bà có ở trên đây, là ông với bà có mong muốn là có một cái ánh sáng gì không? Có chứ, Dạ. có, mình làm gì mình có thứ đó, Dạ. Có tiền mua. có tiền đồng mua Không có tiền để mua. Dạ. thức ăn đây chứ, có bữa đói bữa no, có bả đi làm mới có, đi làm mướn người ta cho được năm 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 3 ký gì đó, Dạ. Lỡ ăn may sau ăn này ăn một qua vài năm ngày. nữa bà không còn sức khỏe để mà bà làm lo cho ông á, thì lúc đó làm sao ông? Ông có suy nghĩ tới lúc đó Cái đó là cũng nhờ trời Phật. không? Dạ. Chứ giờ mình đâu có đoán được là bà nuôi mình tới ngày nào, tháng nào, năm nào, Cả nhà hãy suy mình có nghĩ biết. cái Nhưng hoàn mà cảnh cái này. giờ chỉ nhờ là trời Phật thương, lúc Dạ. nào là nhờ lúc đó. Đó, như Tiến cũng muốn nói cả nhà hãy suy nghĩ về cái. Trời kêu về lúc nào mình về, chứ mình đâu Dạ. có biết được cái đó. Cái tay Luôn của cảm ông á ơn. co lại hết luôn. Còn vậy này, Dạ. còn Không còn cảm giác gì luôn. bung bung ra không được, Dạ. không cảm giác gì hết. Cắt móng tay mà cắt không được này này, đau lắm. Dạ. Wow. Đau. Đây là cái hình ảnh mà buổi cơm trưa của ông với bà đây cả nhà mình. Cái này là cháo hả bà? Đau. Dạ. Đau trắng. Rồi cái kia là muối xả hả ông? Muối xả. Dạ. Ngoài này bắp chuối. Dạ, bắp chuối là bà mới hái về luôn rồi làm luôn nha cả nhà mình nha, làm canh luôn á. Rồi mình bỏ cá khô rồi mình ăn.
Dạ. Wow. Ở trên đây không có gạo là mình chỉ ăn Không gì ăn cháo như thế này thôi. Mình bóc ra một tấm gạo là mình nấu cháo là đủ ăn được hả ông ha? Dạ. nấu cơm thì nó có đủ gạo. Dạ. Đó, với cái việc mà di chuyển sinh hoạt này kia của ông á, thì cả nhà cũng thấy rất là khó khăn luôn. Vừa bị mất một tay, bị mất một chân. Tuy nó vẫn còn dính trên cơ thể, nhưng mà bị liệt hết rồi cả nhà mình. Chỉ còn sử dụng được một chân bên phải và một tay bên phải thôi. Cho nên là cái hoàn cảnh của ông với bà nhìn cũng rất là đáng thương luôn. Và Tiến rất là mong khi mà Tiến đăng tải cái hình ảnh của ông với bà lên á, cũng được sự chú ý và sự quan tâm của tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân để tâm tới cái hoàn cảnh của ông với bà. Ăn như vậy là ăn cái bắp chuối như thế này là được bao nhiêu ngày rồi ông với bà? Ăn bữa nay ngày mai tiếp măng ăn À, mua là mình cứ thay đổi nhiều qua lại thay đổi vậy nhiều hả? Dạ. ăn hết ăn kiếm ăn được đâu rau rác gì đó dạ rau thôi chứ rác sao mình ăn được. rau mà đôi lúc bạn đi kiếm măng ăn Dạ. măng mùa Ăn này có măng rồi ăn măng măng tay chân của ông vậy là ăn nhất chịu sao nổi. không Không, cũng không ráng sao. ăn Dạ. Ăn để ăn sống đó cả nhà mình, để sinh tồn đó cả nhà. ăn để cho nó sống cho Rất là thương luôn, nhìn ông với bà ăn mà mình thèm chảy nước miếng luôn cả nhà mình. Cái này là mình có bỏ gia vị đồ vô không bà? bột Dạ, ngọt chỉ muối cần bột ngọt với muối muối thôi. bột Dạ. ngọt muối Trời ơi. ăn để sống mà chứ ăn lấy ngon lấy đâu mà có. Dạ. Điện Rồi mùa gạo cũng không có. Đi mùa làm gạo với người ta. đặc Lúc người ta tiên thương thì người ta cho được 3 4 ký. dạ Lúc không có thì cũng một hai ký rồi ta chiều cho được 1 2 lon rồi đó về đủ nấu cháo. dạ Nấu cháo về ăn nè. Còn nấu cơm thì không có đủ. là mỗi ngày ông với bà đều dọn ra ăn như thế này luôn. Dạ Dọn này. ăn vậy ăn cho nó tình cảm hơn ông với bà Sống ha. Dù gì chung. sống chung nhau bây giờ kiểu như tuổi xế chiều rồi cả nhà mình vẫn đùm bọc lẫn nhau, cho nên là Tiến rất là thương khi mà Tiến đặt chân tới đây thấy cái hình ảnh này của ông với bà. Hôm nay là con tới đây con chia sẻ cái hình ảnh này như nãy con cũng nói rồi, và con tới con thực hiện cái ước mơ. Cái nhà thì con không có điều kiện để con giúp ông với bà được, nhưng mà con chỉ giúp được một cái ước mơ là mang cái ánh sáng lên cho ông với bà ở trên núi. Tối nay mình không còn phải đốt lửa hay là sống trong bóng tối nữa ha. Dạ bây giờ là Tiến sẽ để ông với bà sinh hoạt ăn uống cho thoải mái, rồi Tiến sẽ lắp cái điện năng lượng mặt trời cho ông với bà nha cả nhà mình nha. Thì ông với bà cũng đã vừa ăn xong rồi cả nhà mình, bây giờ là Tiến cũng vừa mới lắp xong cái điện năng lượng mặt trời cho ông với bà. Thì ở đây là con cũng mới vừa lắp xong cái điện năng lượng mặt trời cho ông với bà. Ông với bà nhìn Vâng. xem thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp không bà? Đẹp. Dạ cái này là mình mơ ước từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn. Bây giờ mới có ông với bà ha, 60 tuổi rồi là 60 năm. Đó là mới có một cái điện năng lượng mặt trời như thế này. Tại vì ở khu vực nơi đây á, trời mưa á, rồi nó bốc cái hơi đất lên nó hầm nóng á, cả nhà rất là nóng luôn. Thì bây giờ là con sẽ trao tặng cái điện năng lượng mặt trời này cho ông với bà. Bây giờ trước tiên là con bấm lên cho ông với bà xem nè. Đó, sáng chưa? Quá sáng luôn. Để con tăng cái đèn lên thêm xíu nữa. Đó. Rồi, tại vì Tiến bắt cái đèn bên đây để cho mỗi đêm á, nó sẽ rọi ra bên ngoài nha cả nhà mình nha. Đó, thì ở đây nè, con hướng dẫn cho ông với bà luôn nè. Cái này là cái remote để điều khiển. Nút này là nút mở. Nút này là nút tắt. Còn lại mình đừng có đụng vô cái gì hết nha. Dạ, bây giờ con tắt nè. Rồi, bà thử đi, bà mở lên giúp con đi bà. Rồi, bà mở lên. Đó, rồi bà tắt đi. Rồi, tới lượt ông. Ông mở đi ông. Đầu mới chỗ Đúng này rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi ông. Đó, mở. Rồi, ông tắt đi ông. này mắt mờ Mờ hả quá ông? Dạ. Đó, thì bây thấy giờ á, đường là con sẽ hướng dẫn cho ông với bà khi mà ông với bà sử dụng một thời gian mà bấm nó không còn lên đèn như thế này nữa, là ông với bà tháo nắp ra đi xuống làng mua binh, nó chỉ có 2 tới 3 ngàn đồng thôi. Rồi, đây là cái điện năng lượng mặt trời của bé Thùy ở Mỹ gửi cho ông với bà ha. Dạ, đây con trao tặng ông với bà, cất kỹ cái này nha, mất cảm cái này ơn là cảm ơn nha. dạ. Cất cái này mà mất là không sử dụng đèn được nha. Dạ. Rồi, những cái phần quà tiếp theo mà Tiến muốn trao tặng cho gia đình của ông với bà luôn, thì sẵn đây là con cũng muốn xin phép các cô chú mạnh thường quân, con trích cái số tiền quỹ ra để con mua quà.
Trước tiên là cái số tiền quỹ của cô Hồng Minh ở Mỹ. Con xin phép cô là con trích ra số tiền 800.000 đồng để con mua cái phần quà nhu yếu phẩm này để gửi cho gia đình của ông với ba. Đây là cái phần quà của cô Hồng Minh ở Mỹ trao tặng cho gia đình của ông với ba. Đây trước tiên là con gửi cho ông với ba một thùng mì tôm nè. Đó, rồi bà để đây luôn với ba. Rồi, đó. Cảm ơn. Dạ. Rồi cái Ở ơn trong này đây còn rất là nhiều nè. cái ơn này không biết chừng nào mà trả mà hết. Ơn này không biết chừng nào trả hết hả? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, cái này là quan trọng đối với ông với bà này. Mình ở trên rừng trên núi có suối rồi thì giờ phải có xà bông. Ông với bà tắm rửa thơm tho tối mới nằm ngủ ôm nhau rồi được chứ đúng không? Đây, con gửi cho ông với bà. Rồi, cảm Tắm ơn rửa nha. cho thơm tho luôn nha. Đó. Rồi con gửi cho ông với bà là hai hũ trâu nè. Đây, con gửi. Cảm Dạ. ơn. Cảm ơn. Rồi bà để trên đây luôn đi bà. Để cho cô chú dễ thấy. Rồi, con gửi hai chai xì dầu Tam Thái Tử. Cái này hương Việt chứ không phải Tam Thái Tử đâu. Rồi con gửi hai chai dầu ăn. Đây con Cảm gửi. ơn. Dạ. Con gửi hai chai mắm. Dạ. Rồi con gửi 1 kg đường và một bịch bột ngọt lớn. Dạ, đây con gửi luôn. Rồi con để đây luôn nha. Đó. Phần quà này là trao tặng cho bà, còn ông là chỉ có hai Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nha. bịch muối thôi. Giỡn chứ cho vui thôi cả nhà mình. Rồi, ở đây là con muốn trao tặng cho ông với bà nè, là một bao gạo 10 kg cho ông với bà ở trên đây sử dụng nha. Đây con gửi cho ông với bà luôn. Đây, rồi con để thấy luôn. Thì chú cũng xin nói thiệt là cái ơn này không biết chừng nào mà trả cho hết. Dạ. Nhưng cảm ơn con Dạ nha. dạ không có gì đâu ông. Rồi. Chưa hết đâu nha bà nha, còn nữa nè, để con gửi cho ông với bà cái này luôn. Cái này là mình rất là cần thiết ở trên núi luôn nè. Đúng rồi. Đây là 3 kg cá khô nha cả nhà mình nha. Rồi, con gửi cho ông với bà, cái này là nửa ký. Này nửa ký nữa là 1 kg. Đây con gửi luôn. Cảm ơn. Dạ. Có cá khô là quý lắm đúng không ông với bà? Đúng. Dạ. Rồi, tiếp theo là 1 kg nữa là 2 kg. Rồi, cuối cùng trong cái phần quà nhu yếu phẩm của cô Hồng Minh ở Mỹ là thêm 1 kg nữa, đó là 3 kg cá khô, cá cơm khô nha cả nhà. Đây là phần quà của cô Hồng Minh ở Mỹ và khi mà con trao tặng những phần quà này ông với bà vui không? Vui, Quá vui luôn đúng quá không? vui, mừng Dạ. lắm. Và còn nữa, còn những phần quà tiếp theo nữa. Đây, bây giờ là con cũng muốn xin phép tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân là con xin trích ra một ít tiền quỹ để con trao tặng cho ông với bà, cho ông với bà ở trên khu vực rừng núi á, có cái số tiền bọc túi xoay sở khi mà bệnh đau, tại vì ông cũng đang bệnh cả nhà cũng thấy đó cả nhà. Bây giờ là con xin phép con đọc tên các cô chú để con trích ra số tiền mà gửi cho ông với bà nha. Ở đây con muốn xin phép cô giấu tên ở Úc, con trích ra số tiền 200.000 đồng. Con xin phép bác Bét Lê, con trích ra số tiền 200.000 đồng. Và chị giấu tên ở Tiền Giang 200.000 đồng, chú Một ở Mỹ con trích ra số tiền 200.000 đồng. Và con cũng muốn thông báo với lại chú Một là cái số tiền quỹ mà chú đã gửi cho con là 200.000 đồng này nữa cũng đã hết rồi. Và bác Như Dương ở Úc là con trích ra 200.000 đồng. Cô Mỹ Kim ở thành phố Hồ Chí Minh con trích ra 200.000 đồng. Bà Úc ở Bình Dương con trích ra 300.000 đồng. Cô Úc ở Bình Dương con trích ra 200.000 đồng. Tổng cộng các số tiền mà con vừa đọc tên của các quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân là số tiền 1.500.000 đồng để con gửi cho gia đình của ông với bà. Rồi ông với bà đợi con một xíu nha. Rồi. Rồi, đây là số tiền trên tay của con cầm số tiền là 1.500.000 đồng mà con vừa đọc tên của các quý mạnh thường quân để trao tặng cho ông với bà. Thì sẵn đây là con thay mặt cho các mạnh thường quân trao cái số tiền này cho ông với bà, bọc cái số tiền này xoay sở trên rừng trên núi nha. Dạ, 1,5 triệu này đối với ông với bà rất là lớn đúng không? Lớn lắm. Một ngày mình làm cao nhất là có 200 ngàn đúng không bà? Cao lắm là 200 ngàn nhưng mà công việc nó đâu có xuyên suốt. Dạ. Lâu lâu nó đã mới kêu. Dạ, cho nên là con rất là mong khi mà con trao tặng số tiền này ông với bà phải sử dụng cái số tiền này khi mà bệnh đau, khi mà thiếu thốn ăn uống nha. Dạ, đây, con trao tặng cho ông với bà nè. Rồi, ông cầm 500 đi nè.
Đó, con gửi cho ông 500. Rồi, cảm ơn. Cái này là số tiền chung nha. Đó, Tiến muốn đưa cho ông với bà mỗi người cầm một ít để cho biết số tiền cả nha. Rồi bà 500 nè. Cầm vui. Cầm cho vui hả? Rồi, ở đây là 300 nữa nè. Đó, là 1 triệu 3 nha. Rồi, con gửi cho ông 200 nữa nè. Rồi, là 1 Cảm triệu rưỡi. ơn. Tổng cộng hết cái số tiền là 1 triệu 500 nghìn đồng nha cả nhà mình nha. Rồi, khi mà ông với bà nhận hết tất cả mọi thứ ở đây, thì ông với bà có đôi lời nào cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân không? Cảm ơn. Cảm ơn à, nói trong nước và ngoài nước Dạ. thì rất cảm ơn giúp đỡ người nghèo khổ như giống như tụi chú đó. Dạ. Cái này cái ơn này nói thiệt không biết chừng nào mà trả cho mình để hết. Dạ. Con lao này Cảm ơn. Thật sự cảm to lớn lắm. ơn. Dạ không có gì đâu, tại vì ông bà cô chú anh chị á là trao tặng những phần quà này, ông bà cô chú á là không có cần mình phải trả ơn gì hết á, miễn sao là Ơn những nghĩa, tại vì cái này cũng phải nói là người giúp thì giúp cho những người nghèo khổ giống như chú nè, có phước lắm mới có như vậy. Trời Phật cũng thương, thì vậy là mình phải biết ơn chứ, khi mà ăn con phải biết tới đây ơn. á là con chỉ mong là ông với bà ở trên rừng trên núi đều có sức khỏe và luôn bình an, và cô chú Mạnh Thường Quân trao tặng những phần quà này cũng rất là mong ông với bà là luôn có thật là nhiều sức khỏe bình an thôi. Dạ Cũng chúc là cả như cháu cả mỗi người mà nhà hỗ trợ như thế này dạ thì rất cảm ơn trong nước và ngoài nước, dạ cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ nói chung là vui quá ông với bà Dạ. ha. Dạ nói chung cái phần quà này á, là mình sử dụng chắc cũng hơn tháng hơn ông với bà. Dạ Các thì cô này chắc 3 tháng mới hết, 3 tháng mới hết luôn ăn trời. chút chút để À, ăn dành nắm 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 vậy hả bà? để Wow, dành á. 3 kg sử dụng 3 tháng cả nhà mình. Bữa nay cũng hên là vừa hết gạo mà còn đem lên gạo mừng lắm. Trời quá đã luôn. Quá đã, cũng hên, Quá đã luôn đúng quá đã. không? Hên Dạ vừa hết gạo mà vừa cháu đem tặng được quà thế này trời ơi, con thấy là quá mừng. ông với bà là hạnh phúc nhất trên rừng núi rồi, có ánh sáng nè đó, rồi có đồ ăn nè, rồi có một số tiền nữa, và đặc biệt hơn cái là có những dây xà bông này tắm rửa rôm to tối này ôm nhau ngủ nữa, trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Dạ thì con tới đây con rất là vui khi mà gặp được ông với bà ở chòi, thì con trao tận tay hết tất cả mọi thứ cho ông với bà rồi, Rồi, cảm thì bây ơn. giờ là Cảm ơn con con nhiều. dạ bây giờ là con cũng xin phép là con đi tiếp tục một hộ khác nữa để con trao tặng những phần quà giống như thế này cho ông với bà, cho giống như ông với bà vậy đó. Thì bây giờ Cảm là ơn nha. cũng quá trễ rồi, hôm nào con có dịp con đi ngang qua đây con sẽ ghé lại con thăm với ông với bà tiếp ha. Dạ bây giờ là con xin phép là con đi về, thì Tiến cũng xin phép là Tiến cũng tạm dừng video tại đây luôn nha. Cả nhà yêu mến Tiến và yêu mến ông bà ở trước màn ảnh nhỏ, thì cả nhà hãy ủng hộ cho Tiến và chúc cho ông với bà luôn luôn bình an và có thật nhiều sức khỏe nha. Đừng quên ủng hộ cho Tiến một lượt like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi và xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến để Tiến có thêm kinh phí lên núi giúp đỡ các bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.